Chào các bạn quay trở lại với công ty kiến trúc nội thất Gen House và tôi là Phạm Huấn đây ạ. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay cũng như là giới thiệu các cái dòng sản phẩm về xây dựng thì Phạm Huấn sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại sản phẩm rất là được sử dụng thông dụng trong những năm trở lại đây, đặc biệt là dành cho các bác thợ cũng như là các bác ca mua về cho anh em sử dụng thì rất là tốt luôn. Đó là cái hệ thống gọi là móc rút. Đấy, móc rút. Móc rút này thì được sử dụng với cái nguyên lý là khi mà chúng ta sử dụng một cái dây thép đây, dây thép như này thì chúng ta rút đấy thì nó sẽ xoắn vào đấy, rút thì nó sẽ xoắn dây thép vào, rất là đơn giản vậy thôi đấy. Cái này thì ai cũng có thể sử dụng được, thì hôm nay Phạm Huấn sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm này để các bạn có thể sử dụng trong buộc thép công trình, mái rồi cột rồi các thứ luôn. Cái này thì được làm hoàn toàn là bằng thép chống rỉ hết đấy, lò xo thép chống rỉ và tay nắm thì bằng cao su đấy, vừa tay, rất là dễ sử dụng luôn. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Giờ đây mình sẽ buộc thử cho các bạn xem. Đây, các bạn quan sát mình buộc thử nhá. Đây là thép này, các bạn cầm vào tay như này. Đấy, để các bạn ra cho nó dễ, mình không phải là thợ đâu. Đấy, cho nên là có thể là làm nó sẽ hơi chậm, không nhanh được như các bác thợ. Các bạn quan sát. Bây giờ thì mình sẽ buộc thử cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn đưa thép vào này, kéo lên này, bắt đầu này. Quấn này. Đấy. Này, đưa thép vào, kéo lên này. Quấn này, rất là đơn giản vậy thôi. Rất là nhanh và đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không ạ? Quan trọng là cái khả năng ra thép của mình nhanh một chút là được. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy, đưa vào quấn lên là xong. Đây. Các bạn quan sát. Đấy, mình làm rất là mạnh nên nó còn đứt cả thép luôn. Đấy, nên các bạn không cần phải làm mạnh lắm. Quan trọng là mình kéo đều tay. Đấy, các bạn làm thì không cần phải mạnh lắm, các bạn cứ kéo đều tay là được. Đây, như mình đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất là chắc luôn. Đấy. Cái này lực nó không cần nhiều đâu. Các bạn cứ kéo đều tay xong là bỏ ra là xong. Rất là nhanh luôn. Sản phẩm này dùng rất là tốt và tiện dụng. Đấy. Đây. Các bạn xem vết buộc đây, lốt buộc đây. Rất là chắc chắn luôn. Đấy. Cực kỳ là chắc luôn. Đấy. Các bạn khi mà các bạn đã quen tay rồi, mình kéo nó đều tay thì rất là đẹp. Và cái sắt này thì nó hoàn toàn là quay xuống như này. Thì rất là tốt. Đấy. Đây, các bạn quan sát. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ. Đấy, đây, sản phẩm đây. Đấy, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Phạm Huấn 0936863268. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.